Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải Facebook về máy tính Để tải Facebook về máy tính thì chúng ta sẽ vào app có tên là Microsoft Store để chúng ta tiến hành tải Thì cách làm cụ thể như sau Đầu tiên á tôi sẽ vào ô tìm kiếm Đối với Win 11 á thì ô tìm kiếm nó sẽ nằm ở giữa này Nó có biểu tượng là hình cái lớp Các bạn bấm vào Còn nếu như bạn sử dụng Win 10 á thì ô tìm kiếm nó sẽ nằm ở góc dưới bên tay trái đó như thế này này. Đó ô tìm kiếm của Win 10. Nó sẽ nằm ở phía dưới bên góc bên trái á. Các bạn chọn vào. Rồi ở đây á do tôi sử dụng Win 11 nên ô tìm kiếm của tôi nó nằm ở giữa này, tôi bấm vào. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ vào ô tìm kiếm. Tôi nhập từ khóa là store. Rồi khi tôi nhập từ khóa là store thì lúc này á một app có tên là Microsoft Store nó sẽ xuất hiện. Bây giờ tôi sẽ mở cái app này lên đó như vậy là tôi đã vào app Microsoft Store. Tiếp theo đây tôi sẽ vào ô tìm kiếm và tôi sẽ nhập app có tên là Facebook. Bây giờ tôi sẽ nhập từ khóa là Facebook này. Đó các bạn chúng ta sẽ nhập Facebook. Ở dưới Facebook á nó có dòng là app. Bây giờ các bạn chọn vào. Rồi tiếp theo đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào get để chúng ta tiến hành là tải ứng dụng Facebook về máy tính sau khi tải về thành công á nó sẽ tự động cài đặt luôn bây giờ tôi sẽ bấm vào get này đó đầu tiên à nó sẽ tiến hành là tải về trước sau khi tải xong rồi á nó sẽ cài đặt nha thì bước này á các bạn chúng ta sẽ đợi khoảng vài giây để cho nó tải về thành công đó tải thành công rồi bây giờ nó đang cài đặt đó như vậy là tôi vừa cài facebook thành công ở đây á nó xuất hiện dòng là open chứng tỏ là tôi cài đặt thành công Bây giờ tôi sẽ tắt cái ứng dụng là Microsoft Store đi. Rồi sau khi cài xong ứng dụng Facebook rồi á, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đưa ứng dụng Facebook ra màn hình desktop của máy tính. Thì các bạn lưu ý nha, đối với Win 11 á, chúng ta chỉ có thể là đưa ứng dụng Facebook xuống thanh tác ba hoặc là vào nút start mà thôi. Còn đối với Win 10 á, các bạn có thể là đưa ứng dụng Facebook ra màn hình desktop máy tính. Lưu ý nha, Win 10 có thể thực hiện được. Còn đối với Win 11 á chỉ có thể là đưa ứng dụng Facebook xuống thanh tác ba hoặc là vào nút Start mà thôi. Rồi do ở đây á, tôi đang sử dụng là Windows 11 nên tôi sẽ đưa ứng dụng Facebook xuống thanh tác ba hoặc là vào nút Start. Còn nếu mà bạn sử dụng Windows 10 á, thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đưa ứng dụng Facebook ra màn hình để có của máy tính. Thì cách làm cụ thể như sau này. Bạn vào ô tìm kiếm này. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ gọi ứng dụng là Facebook. Thì lúc này á Một app Facebook nó sẽ xuất hiện Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Đưa Facebook xuống thanh chức 3 Thì ở đây á tôi sẽ bấm phải chuột vào nó Tôi chọn vào một là Pin tu tắt 3 này Thì bạn thấy lúc này á Ứng dụng Facebook nó đã được đưa xuống thanh chức 3 Bây giờ tôi muốn là sử dụng Facebook á Thì tôi sẽ bấm vào ứng dụng Facebook này rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản của bạn vào. Đó như vậy là tôi đã đăng nhập thành công. Bây giờ mỗi lần muốn sử dụng Facebook á, tôi sẽ bật app Facebook ở dưới thanh taskbar này. Thì lúc này á tôi có thể là sử dụng Facebook bình thường. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là đưa ứng dụng Facebook vào nút start thì bạn cũng làm tương tự nha vào ô tìm kiếm này gõ Facebook sau đó ở đây bấm phải chuột của nó chọn vào mục là pin star thì mỗi lần các bạn chúng ta vào nút star này kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy ứng dụng Facebook bấm vào đó thì nó sẽ chỉ cập vào Facebook của bạn đó là đối với Win 11 còn đối với Win 10 á muốn đưa icon của biểu tượng Facebook á nó xuất hiện ở màn hình desktop của máy tính thì các bạn sẽ làm như sau này vào ô tìm kiếm nhớ nha Win 10 á ô tìm kiếm á nó sẽ nằm ở phía dưới bên góc bên trái nha đó các bạn bấm vào rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập ứng dụng là Facebook giờ ở đây á Win 11 chỉ đưa xuống thanh chất ba mà thôi nên tôi sẽ sử dụng một ứng dụng khác Ví dụ như là Google Chrome chẳng hạn. Đó tôi sẽ nhập từ khóa là Google. Thì lúc này ứng dụng Google Chrome nó sẽ xuất hiện. Các bạn chúng ta áp dụng tương tự nha. Ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập Facebook nha. Sau đó ở đây các bạn bấm phải chuột vào ứng dụng Facebook. Chọn một là Open File Location. Rồi lúc này á nó sẽ xuất hiện là ứng dụng Facebook. Các bạn bấm phải chuột vào nó. Sau đó ở đây các bạn chọn vào Send to. Chọn vào desktop thì lúc này á lập tức ứng dụng Facebook nó sẽ xuất hiện ở màn hình desktop của máy tính nhớ nha đó là cách đưa icon của ứng dụng Facebook ra màn hình desktop đối với Win 10 rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai để chúng ta có thể là cài Facebook đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ mở ứng dụng Google Chrome lên sau đó truy cập vào Facebook rồi tiếp theo đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm này nào ở phía trên bên góc bên phải á chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là công cụ khác tiếp theo chọn vào tạo lối tắt thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một thông báo là tạo lối tắt tên là Facebook bây giờ các bạn bấm vào tạo bây giờ tôi sẽ tắt cửa sổ này đi thì các bạn quan sát này lúc này á một biểu tượng Facebook nó sẽ xuất hiện ở màn hình desktop của máy tính bây giờ mỗi lần tôi muốn sử dụng Facebook á tôi sẽ kết đúp vào biểu tượng này thì lập tức á nó sẽ truy cập vào facebook của tôi đó là cách thứ hai như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là tại facebook về máy tính nếu thấy video hay rồi đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi